Khách hàng đã mua một cái điện thoại iPhone 13 Pro Max 1T bản maximum luôn. Như thế này, đây là cái máy khác. Cái máy 1T đó là một cái máy full box new hộp và kỳ lăng khui siêu và chưa đặt ti luôn. Hiện tại tháo ra vẫn chưa đặt ti luôn. Và nó như thế này, đây là những cái phụ kiện của nó bên trong. Sau khi kỳ lăng đã thay thế được tất cả, chế tác tất cả những cái bên ngoài, vỏ bọc bên ngoài bằng chất liệu là vàng nguyên khối AU750 18K, thiết kế nổi lên là cái logo và hình con ngựa mà đó thành công. Có nghĩa là khách hàng này là kinh doanh về lĩnh vực nhà đất và muốn cái điện thoại của mình trở nên đặc biệt. Thì sau khi khách hàng yêu cầu Kỳ Lăng là biến chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 1T Maximum này thành một cái điện thoại vàng nguyên khối đến kim cương, thì lúc đó khách hàng cũng chưa có logo luôn. Kỳ Lăng mới nhận luôn cái phần là thiết kế tặng cho khách hàng đó một cái logo